Xin chào tất cả mọi người. Ở trong phần ngữ pháp của bài số 18 ở trong cuốn Le Nouveau Taxi quyển 2 thì người ta trình bày la formation des adverbes en ment, cách thành lập của các cái trạng từ kết thúc bằng ment. Các anh chị biết đây là dạng thức của các cái trạng từ về cách thức les adverbes manière, và người ta chỉ yêu cầu chúng ta học về cách thành lập, tức là quy tắc chung, một số các cái quy tắc riêng. Nhưng mà tôi xin mở rộng ra, tôi sẽ trình bày toàn bộ các cái trạng từ về cách thức, và hơn thế nữa, tôi xin ôn lại một số các cái trạng từ khác để cho các anh chị có dịp ôn lại. Và tôi sẽ lấy một số các cái tài liệu mà tôi vừa mới trình bày ở trong chương trình A1. Tôi đã trình bày cái bài adverb ở trong 5 bài, các anh chị có thể tìm hiểu ở trong chương trình A1 nếu các anh chị có cái nhu cầu. Ở đây tôi sẽ nói về khá rộng về adverb de manière, và trước đó chúng ta sẽ giới thiệu qua các cái loại adverb. Riêng cái phần số 2 là ne que, là chỉ, ne que là chỉ, thì tôi để dành qua cái phần của bài 21. Các anh chị thấy phần bài 21 người ta cũng nói về la négation, ở trong đó có nhiều loại négation, và tôi ghép vào cái bài này để cho các anh chị có thể học chung với các cái négation như thế này: ne pas encore, ne jamais, ne plus, ne rien, ne personne. Trước khi đi vào cái phần chính của bài ngữ pháp của bài này thì chúng ta, tức là bài trạng từ cách thức les adverbes de manière, thì tôi ôn lại một số các cái điều tổng quan để cho các anh chị nhớ lại. Thì chúng ta có nhiều loại adverb, divers types d'adverbes, có nhiều loại. Có adverb de lieu, chỉ nơi chốn; adverb de temps, chỉ thời gian; adverb de quantité et d'intensité, chỉ số lượng và chỉ cường độ; les adverbes d'affirmation ou de négation, các trạng từ chỉ sự khẳng định và phủ định, và cái bài hôm nay là les adverbes de manière. Ở trong phần les adverbes de lieu chúng ta có nhiều chữ lắm: ici, là, hoặc là loin, hoặc là près, hoặc là ailleurs. Thì chúng ta cũng chỉ lưu ý ba cái trạng từ ici, là và là bà, nó có một cái sự chúng ta cần phải chú ý, có một cái sự khác biệt. Ici là chỗ này, ici là tại chỗ này, là ở chúng ta lấy tay chúng ta chỉ ở chỗ xa hơn một chút, là ở chỗ kia. Là ba là xa lắm. Ví dụ tôi nói thế này: tôi cư ngụ ở đây từ 2 năm. J'habite ici depuis 2 ans. Ici là cái chỗ mà tôi đang ở, tôi đang cư ngụ ici. Còn hỏi thang máy ở chỗ nào, thang bộ ở chỗ nào, thì cái người hướng dẫn, cái người bảo vệ họ chỉ là ở chỗ kia. Còn là ba là rất xa. Chẳng hạn như là tôi đã có dịp sống cư ngụ ở Hà Nội, thì tôi nói khi tôi ở đó thì tôi ở đường gì á, là ba, j'habite rue gì đó, là ba ở xa lắm, không lấy tay mà chỉ được, rất là xa. Đó là sự khác biệt giữa ici, là và là ba. Thế nhưng mà cái điều tôi muốn lưu ý ở đây là ici với là có thể lẫn lộn với nhau. Ici là chỗ này, là chỗ kia, nhưng mà đôi khi người ta lại dùng rất là chung chung với nhau. Người ta thường đặt đối kháng hai cái trạng từ ici và là. Ici là cái vị trí của người đang nói, hoặc là vị trí rất là gần, là hay là ba ở một vị trí xa hơn. Thế nhưng sự đối kháng này không phải bao giờ cũng được tôn trọng. Người ta có thể dùng là ở chỗ kia để chỉ ici, là chỗ kia, nhưng mà người ta có thể dùng chữ là để nói về cái vị trí ở chỗ này, ici. Ví dụ, il y a quelqu'un, có ai ở nhà không? Oui, je suis là, có tôi đây. Tôi ở chỗ này mà lại dùng là chỗ kia. Chẳng hạn như mình gọi điện thoại tới nhà một người quen, mình muốn gặp một cái người khác, thì người kia nói là tôi rất lấy làm tiếc, người ấy không có ở nhà, vừa mới đi ra rồi. Je suis désolé, il n'est pas là, il vient de sortir. Là ở ngay cái chỗ này, mà cái người này họ lại nói là ở chỗ kia. Vậy chữ ici và là rất là, nó không có rõ ràng lắm. Tôi đi khám bác sĩ, tôi bị đau, chẳng hạn như tôi đau cái tai bên phải, tôi nói bác sĩ ơi, tôi đau ở chỗ này này. Docteur, j'ai mal là, tôi lấy tay, tôi chỉ cái tai của tôi, chỉ đúng cái chỗ này mà mình lại nói là chỗ kia. Jemala, mình lấy tay mình chỉ cái tay mà mình lại nói là chỗ kia. Như vậy ở đây tôi muốn lưu ý các anh chị là ici và là, khi nó dùng riêng thì nó có cái nghĩa rất là khác. Ici là ở đây, là ở chỗ kia, là ba là chỗ rất là xa. Thế nhưng mà trong thực tế ici và là có thể lẫn lộn với nhau.
Les adverbes de temps thì chúng ta có những chữ chúng ta rất là quen rồi, chẳng hạn như là aujourd'hui, hier, avant-hier, demain, và một số các cái chữ đặc biệt khác như là actuellement, maintenant, chúng ta đã có những cái trạng từ như vậy. Và adverbe de quantité thì chúng ta có khá nhiều. Adverbe de quantité et d'intensité chúng ta có như là assez, aussi, autant, autrement, beaucoup, bien, davantage, tất cả, và các cái locution adverbial như là à demi, à peine, à moitié, peu à peu, peu à près, vân vân và vân vân. Các anh chị có thể coi lại cái bài tôi đã trình bày ở trong chương trình A1. Còn les adverbes d'affirmation et de négation thì tương đối đơn giản hơn. Nó là oui, là non, hoặc là nói certes, hoặc là si. Effectivement, certainement, vraiment. Chúng ta diễn tả một cái sự khẳng định hay là phủ định. Rồi chúng ta có các cái adverb de manière. Trước khi đi vào cái phần thành lập, tôi xin giới thiệu các anh chị một số các cái adverb de manière ở cái dạng đơn. Dạng đơn, đây là cái dạng mà xuất phát từ tính từ. Tôi nói về chữ ainsi, bien, mal, mieux, comme, ensemble, plutôt, presque, volontiers, vite, quasi, exprès, gratis, incognito, recta. Tôi nói về các cái chữ này trước. Các anh chị có quen được một số chữ rồi. Chúng ta quen các cái trạng từ này rồi. Còn một số trạng từ khác có lẽ hơi xa lạ với một số người. Tôi sẽ nói chẳng hạn là chữ mal. Trạng từ mal thì chúng ta mal là không tốt. Docteur, ces temps-ci, je dors mal. Bác sĩ ơi, thời gian gần đây tôi ngủ không có ngon. Je dors mal, đây là trạng từ bổ nghĩa cho động từ dormir. Nhưng mà chúng ta có thể nói như thế này: ça tombe bien, ça tombe mal. Thật là đúng lúc, thật là không đúng lúc. Đúng lúc là khi chúng ta đang cần một cái gì đó, đang làm một cái việc gì đó, tự nhiên người bạn xuất hiện. Oh, ça tombe bien, có anh bạn tới thì giúp tôi làm cái chuyện này, khiêng cái này chẳng hạn, khiêng cái kia chẳng hạn. Ça tombe bien, ça tombe mal là rơi vào không đúng lúc. Chẳng hạn như là chúng ta sắp sửa phải đi thi lái xe chẳng hạn, thì hôm trước đó chân bị đau, ça tombe mal. Đi lái xe mà chân bị đau thì không thể lái xe tốt được. Như vậy tôi lấy một cái ví dụ để nói là ça tombe bien, ça tombe mal, bien mal, mieux, các anh chị biết rồi. Comme, comme là giống như, faites comme moi, làm giống như tôi này. Il n'est pas comme les autres, il là một cái người người nào đó không giống như người khác. Chẳng hạn là một ông bố bà mẹ nói về cái thằng con trai của mình, nó không giống như mọi người khác. Cứ đi học về là nó chui lên phòng của nó để nó làm cái gì trên đó, nó đọc sách, đọc báo, rồi nó nghiên cứu về vi tính. Il n'est pas comme les autres, nó không có giao tiếp, nó không có chơi thể thao. Il n'est pas comme les autres. Hoặc là sortir tous les jours était comme hiver. Sortir là đi ra ngoài để đi chơi tối. Ngày nào tous les jours, ngày nào cũng đi chơi buổi tối, đi uống nước, đi coi uống cà phê, đi coi phim. Sortir tous les jours était comme hiver. Các anh chị để ý, đây nó không có mạo từ này, coi như là để liệt kê mùa hè cũng như là mùa đông. Ngày nào nó cũng đi chơi. Nous étions comme un seul homme. Étions là the imperfect, kể chuyện quá khứ. Chúng tôi đã như là một người. Chẳng hạn là mình làm một cái công việc gì đó, công một việc gì đó mà tất cả mọi người đều đồng thanh hiệp lực làm giống như là chỉ có một người làm, rất là đồng điệu. Nous étions comme un seul homme. Doux comme agneau, hiền như là con cừu, và chúng ta có khá nhiều trắng như tuyết, cứng như đá. Du com, com là để so sánh. Chúng ta có trạng từ volontier. Những chữ này chúng ta biết rồi phải không? Tôi không cần nhắc lại. Volontier là avec plaisir, là chúng ta có một cái sự vui thí, vui thú, thích thú ở trong đó. Je te donne volontiers de l'argent si tu as de bonnes notes. Tuy này có lẽ là một người con đây, người cha người mẹ nói với đứa con này. Rồi mẹ sẽ sẵn sàng cho con một ít tiền nếu con được cái điểm cao để con đi mua sách, mua vở, đi chơi với bạn bè. Je te donne volontiers, tức là avec plaisir, sẵn lòng. De l'argent si tu as de bonnes notes. Il m'écoute volontiers, anh ta nghe tôi một cách sẵn lòng, sẵn sàng nghe lời tôi. Si vous le souhaitez, je le fais volontiers, nếu bạn muốn thì tôi sẽ làm điều đó một cách vui lòng, avec plaisir. Chúng ta có cái trạng từ
Cặng từ này phát âm là kazi. Kazi là gần như. Kazi là gần như. Chúng ta có thể kazi hoặc là kazimon cũng được. Kazi avert. Avert là mù. Kazi avert là gần như là mù. Chẳng hạn thấy người già, một cụ già, già lắm rồi, mắt lòa, gần như là mù, chỉ thấy lờ mờ, không thấy rõ. Kazi avert. La quasi totalité des femmes, gần như toàn thể các người phụ nữ chấm 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 đều thích hoa. Chẳng hạn tôi để mở cái chỗ này, hầu như toàn thể các người phụ nữ đều thích hoa, đều thích nấu cơm. Tôi nói ví dụ như vậy, la quasi totalité des femmes. Hoặc là trạng từ quasiment, je n'ai quasiment pas dormi la nuit. Đây chúng ta có cái chữ đờ này, đây là cái cách nói. Ban đêm tôi hầu như không ngủ. Một người bị bệnh kể cho bác sĩ như vậy, je n'ai quasiment pas dormi de la nuit. Bác sĩ ơi, ban đêm hầu như tôi không thể nhắm mắt, tôi không thể ngủ được. Chúng ta có cái trạng từ exprès. Exprès là cố ý. Je ne l'ai pas fait exprès. Faire exprès là cố ý làm. Khi chúng ta làm lỡ một cái chuyện gì không hay, không vui, thiệt hại thì chúng ta phải xin lỗi và chúng ta nói thêm như thế này: je ne l'ai pas fait exprès, tôi không có cố ý, tôi lỡ tay, tôi lỡ phải làm như vậy. Je ne l'ai pas fait exprès. Sau đây tôi xin nói về các cái adverb gratis, incognito và recta. Ba cái trạng từ này có lẽ là ít gặp, chúng ta không quen lắm nhưng mà chúng ta cũng nên biết. Đây là, chúng ta phải phát âm ký tự S, gratis. Và đây là một trạng từ xuất phát từ tiếng ngoài, tiếng Ý. Chúng ta đọc theo tiếng Pháp là incognito. Và trạng từ recta. Trước hết, gratis có nghĩa là miễn phí. Chúng ta phân biệt với tính từ gratuit. Gratuit, gratuit cũng là miễn phí nhưng mà là tính từ, đây là trạng từ. Chẳng hạn chúng ta có le parking gratuit, bãi đậu xe miễn phí, masculin. Entrée gratuite, lối vào cửa miễn phí, féminin. Và đây là trạng từ. Trạng từ thì phải đi với động từ. Ce médecin traite les pauvres gratis, vị bác sĩ này điều trị các người nghèo một cách miễn phí. Như vậy gratis này bổ nghĩa cho động từ traite. Traite là xử lý, là điều trị. Assister gratis à un spectacle. Spectacle là một buổi văn nghệ, trình diễn văn nghệ. Và tham dự miễn phí vào một buổi văn nghệ, tức là đi coi văn nghệ một cách miễn phí. Và đây là adverb. Incognito là vô danh, tức là không ai biết mặt mình. Incognito. Tôi lấy một cái câu ví dụ cho ở trong một cái bài đọc. Chẳng hạn như đây là một cái bài đọc là cái nhật báo là Washington Post đã thực hiện một cái cuộc điều tra như thế này. Họ tổ chức cho một nhạc sĩ tài ba rất là giỏi, nổi tiếng trên thế giới là Joshua Bell, và chơi ở trong một cái đường hầm ở chỗ một cái trạm xe điện ở bên Washington, và ít người biết lắm. Vào buổi sáng rất đông người đi qua cái trạm này nhưng mà ít người dừng lại. Có vài ba đứa bé nó dừng lại, một vài ba người cho một vài ba xu rồi bỏ đi. Rồi đây là một nhạc sĩ tài ba. Ông ta trước đó mấy ngày thì ông ta chơi, xin lỗi thế này, chỉ có hai ngày trước đó thì ông ta chơi ở cái một cái rạp hát ở bên thành phố Boston, và guichet fermé tức là không còn chỗ nữa, khóa cái quầy lại, không bán vé nữa bởi vì hết chỗ rồi. Và cái vé đó là trung bình là $100 một vé, và cái đàn violon mà nhạc sĩ Joshua Bell chơi là trị giá tới $3.5 triệu. Thế vậy mà khi cái người nhạc sĩ này chơi đờn ở một cái trạm xe điện metro thì không ai biết được. Và bởi vì ông ta chơi Joshua Bell jouant incognito dans le métro, chơi một cách vô danh, không có quảng cáo, không ai giới thiệu, do đó người ta không biết. Cái của khảo sát này để cho thấy là đôi khi chúng ta có nhận ra một cái vẻ đẹp trên đường đi của chúng ta không, và chúng ta có dừng lại để mà thưởng thức, để mà thưởng lãm cái vẻ đẹp đó không. Chúng ta có nhận ra một cái tài năng ở trong một cái bối cảnh mà mình không ngờ hay không. Mình đang đi xe điện mà có một nhạc sĩ tài ba. Incognito là vô danh, tôi xin nói sơ qua như vậy. Recta, tôi nói sơ qua và xin các anh chị nhớ cho là hiểu nhưng mà không có dùng. Đây là một trạng từ dùng ở cái dạng familier. Familier tức là informel, nhưng mà vieilli, cũ xưa rồi,
không còn dùng nữa. Chúng ta nếu có thấy thì chúng ta coi đó, chúng ta hiểu đó như là một cái trạng từ nói lên cái sự đúng hẹn, paye recta, mình trả tiền nhà, mình trả tiền gì đó cho ngân hàng, đúng hẹn, recta, arrive recta, đến đúng giờ. Sau đây chúng ta chuyển qua cái phần coi về các cái trạng từ manier, các verb, adverb và manier có cái hậu tố là MONT, và người ta nói là cái dạng mà adverb và manier có cái hậu tố là MONT nó chiếm một số lượng rất lớn ở trong các cái adverb và manier. Quy tắc chung để thành lập là người ta lấy adjective masculine, tính từ ở số ở giống đực, đổi qua giống cái feminine và ghép với cái hậu tố là MONT thì nó sẽ ra là trạng từ. Và chúng ta cũng có thể so sánh bên tiếng Anh cái chỗ này là L-E-L-Y là nó là trạng từ. Régulier masculin, régulier féminin, régulier roman, một cách đều đặn. Sec, sèche, sèchement, một cách khô ráo, khô. Doux, douce, doucement, doucement có nhiều nghĩa, chúng ta sẽ coi ở phần sau. Heureusement, heureux là hạnh phúc, mà heureusement là may mắn. Seul, seul, seulement, một mình, nhưng mà seulement chỉ là một, là chỉ, tương đương như là nơi cờ. Do đó trong bài số 18 này người ta yêu cầu chúng ta học về adverb de manière và tận cùng bằng mong á, như cái dạng này á, bởi vì có chữ seulement nó tương ứng với nơi cờ, và chúng ta sẽ nói nơi cờ ở trong một cái bài khác. C'est seulement maintenant que tu me le dis, bây giờ, chỉ bây giờ mà bạn mới nói điều đó cho tôi, phải không? C'est seulement maintenant que tu me le dis. Je viens seulement d'arriver. Người ta hỏi mình tới đây lâu chưa, chờ tôi lâu chưa. Je viens seulement d'arriver. Tôi chỉ với vừa mới tới. Đó là quy tắc chung. Quy tắc đặc biệt là các tính từ tận cùng bằng i, o, accent aigu, u, thì chúng ta lấy adjective masculine và ghép thẳng với hậu tố MONT, không đổi qua giống cái. Vrai là vraiment, đúng vậy. Poli, poliment, một cách lịch sự. Assuré là chắc chắn. Assurément, chắc chắn. Modéré là điều độ. Modérément. Assidu là chuyên cần. Assiduement, chú ý ở đây đặc biệt chúng ta thấy chữ du. Assiduement, u này có accent circonflexe, riêng trường hợp này có accent circonflexe. Tuy nhiên có luật trừ là ghe, thì đổi thành ghe cũng tận cùng bằng y, 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 nhưng mà ta lại thêm ơ. Gaiement, gaiement là một cách vui vẻ. Gentil, ở đây có chữ L mà không phát âm. Gentil, đổi qua trạng từ, biến mất chữ L. Gentiment, gentil, gentiment, ghe, gaiement. Và các cái tính từ có hậu tố có cái phần kết thúc bằng ENT và ANT thì đổi thành cái đuôi là amant, phát âm là amant, coi như là chữ A ở đây ạ. Amant. Récent, récemment. Fréquent, fréquemment. Suffisant, ANT, suffisamment, đầy đủ. Élégant, lịch sự. Élégamment. Chúng ta coi lại các cái tính từ này ạ. Récent là mới đây, récemment. Fréquent, fréquemment. Suffisant, đầy đủ, suffisamment. Élégant, lịch thiệp, élégamment. Trường hợp đặc biệt là chúng ta có tính từ précis, đổi qua giống cái là précise, nhưng mà qua trạng từ chúng ta thêm accent aigu, précisément. Một trường hợp đặc biệt khác nữa là profond, là sâu, đổi qua feminine là profonde, nhưng mà đổi qua adverb là profondément, người ta thêm accent aigu. Énorme là to lớn, là khổng lồ. Énormément, thêm accent aigu, thêm accent aigu. Và đó là tất cả những gì mà trong cái bài ngữ pháp của bài 18 người ta yêu cầu chúng ta ôn lại, học lại. Sau đây tôi xin mở rộng ra, tôi nói tới một số các cái adverb de manière có ý nghĩa đặc biệt. Các anh chị để ý, và những cái này tôi thấy nó cũng khá dùng khá nhiều, và tôi nhớ lại, tôi tập trung đưa lại cho các anh chị coi. Absolu, absolument, absolu biến thành absolument, xuất phát từ tính từ absolu có nghĩa là tuyệt đối.
C'est absolument faux, hoàn toàn là sai lầm. Je dois absolument partir, tôi dứt khoát là phải ra đi. Il le faut absolument, nhất thiết là phải như thế. Đó là những cái cách mà người ta nói vẫn có ý nghĩa là tuyệt đối, nhưng mà nó ý nghĩa nó hơi rời xa đi một chút xíu. Tuyệt đối, đây là tuyệt đối này, và tôi dứt khoát này, bắt buộc này, nhất thiết này. Bây giờ absolument, absolument mà người ta chấm than, người ta nói một cách độc lập như thế này thì có nghĩa là gì ạ? Absolument tức là khi chúng ta giao tiếp, chúng ta nói chuyện với ai đó mà chúng ta muốn hưởng ứng cái lời người kia nói thì mình nói absolument, hoàn toàn đúng như vậy, absolument. Chẳng hạn như là chúng ta nói là bây giờ ai cũng phải đi chích ngừa 2 lần, một mũi chính và một mũi nhắc. Absolument, đúng như vậy, dứt khoát phải như vậy, một mũi thì không có hiệu nghiệm. Absolument, mình hưởng ứng cái lời người kia nói thì mình nói absolument. Tôi muốn nói về ý nghĩa đặc biệt của trạng từ absolument như vậy. Trạng từ apparemment xuất phát từ tính từ apparent. Apparent có hai nghĩa, nghĩa thứ nhất là rõ ràng, là hiển nhiên, rõ ràng ai cũng thấy. Nghĩa thứ hai là có cái vẻ bề ngoài. Chẳng hạn chúng ta thấy cái tính từ cái apparent đi với danh từ un calme apparent, vẻ bên ngoài thì rất là trầm tĩnh. Một người như vậy ở bên trong họ đang có những cái vấn đề, nhưng bên ngoài họ có vẻ là trầm tĩnh. Đó là một cái vẻ un calme apparent. Hoặc là chúng ta thường nghe nói khi một cái cơn bão nó sắp đổ bộ vào một cái vùng biển đó, thì cái vùng biển đó trước đó một thời gian ngắn nó có một cái sự yên tĩnh lạ lùng, nước không có gợn sóng, rất là yên tĩnh. Họ nhưng họ không ngờ là sẽ có một cơn bão nó sắp tới, đó là một cái un calme apparent. Thì người ta dùng cái trạng từ apparemment theo cái nghĩa này ạ. Comme apparemment tu n'as pas fait le travail que je t'ai donné, je t'interdis de sortir. Bởi vì dường như là con chưa có làm cái việc mà ba giao cho con, do đó bà cấm con tối nay không được đi chơi. Bởi vì dường như là con chưa có làm xong, ba thấy chưa có xong, do đó ba cấm con tối nay đi chơi. Carrément xuất phát từ tính từ carré. Carré là vuông, chẳng hạn như là 1 mètre carré, 1 mét vuông. Nhưng mà chẳng hạn chúng ta nói vuông thì chúng ta có thể dùng cái động từ être coupé, được cắt một cách vuông vắn, être coupé carrément. Nghĩa thứ hai là sans détour franchement, không có vòng vo, nói thẳng nói thật. Nói elle lui a parlé carrément, elle lui a parlé carrément, nói thẳng nói thật, nói không có vòng vo. Nhưng mà cái nghĩa mà tôi muốn lưu ý ở đây là một cái nghĩa informel familier, có nghĩa là completement. Carrément có nghĩa là completement. Chẳng hạn chúng ta nói thế này, c'est carrément nul. Nul là không có gì cả. Người ta dùng chữ nul là khi người ta nhận xét một cái gì mà nó không có giá trị gì hết. Chẳng hạn như một trận mà bóng đá quá tệ, nhàm chán, thì mình nhận xét là c'est carrément nul, không có gì là thú vị hết. C'est carrément tức là completement. Couramment là chúng ta quen rồi phải không? Thì nghĩa thứ nhất là sans difficulté, sans effort, không phải cố gắng, không phải khó khăn gì hết. Il parle couramment anglais, anh ta nói tiếng Anh một cách lưu loát, fluently. Mà có nghĩa khác là très souvent, rất thường xuyên. Cela se dit couramment, cái chuyện này nói một cách bình thường lắm, người ta hay nói lắm. Cela se dit couramment, it's a common expression. Nous nous rencontrons couramment au club, chúng tôi rất thường xuyên, très souvent, chúng tôi rất thường xuyên gặp nhau ở câu lạc bộ. Trạng từ doucement xuất phát từ tính từ doux, douce, masculine, feminine, nói về thời tiết thì là thời tiết ôn hòa, không quá nóng, không quá lạnh. Nói về tính tình thì là tính tình hiền dịu, hiền lành. Nói về nước thì chúng ta có l'eau douce là nước ngọt. Nước ngọt tức là nước sông, nước suối, nước ao, nước hồ, không phải là nước biển. Bây giờ doucement thì lại có cái nghĩa là không cần nhiều năng lượng, làm nhẹ nhẹ. Sans hâte, không cần vội vã. Sans violence, không cần dùng bạo lực. Avec douceur, từ từ, êm dịu. Tiếng Anh slowly, softly. Bạn hãy frapper doucement la porte. Frapper là gõ cửa một cách nhẹ nhẹ, gõ nhẹ nhẹ. Expirez doucement, thở ra từ từ, không có vội vã, thở ra nhẹ nhẹ. En pleure doucement, cô ta khóc thầm,
khóc nhẹ nhẹ. Avance doucement, động từ avancer, đây là imperative của ngôi thứ hai số ít. Mình nói một ai tiến tới từ từ đi, chẳng hạn như cái người đứng xếp hàng, tiến tới đi, avance doucement. Vas-y doucement, làm từ từ đi. Parle doucement, nói nhẹ nhẹ. Également, xuất phát từ tính từ égal, égal là bằng nhau, égal là công bằng. Égal có nghĩa là cũng như vậy, và tôi muốn nói cái ý nghĩa là cũng như vậy. Aime également tous les enfants, đó là nghĩa thứ nhất. Yêu các con giống nhau, yêu con cái giống nhau, nhưng mà đây cũng có nghĩa là cũng này. L'un des cinq membres permanents des Nations Unies, la France est également membre de l'OTAN, du G7, de l'espace Schengen. Nước Pháp là một trong năm thành viên thường trực của Liên Hiệp Quốc, nhưng nước Pháp cũng là thành viên của tổ chức Minh ước Bắc Đại Tây Dương, của tổ chức G7, của cái không gian Schengen. Vous pouvez également prendre le train pour y aller. Để đi tới chỗ này, bạn cũng có thể đi bằng xe lửa. Chúng ta có énormément, xuất phát từ tính từ énorme. Énorme nghĩa đen là colossal, là khổng lồ. Démesuré, không thể đo được, tức là quá cỡ. Nhưng mà có nghĩa khác là très grand en quantité, có một số lượng rất là lớn. La pandémie a causé énormément de souffrance. Cơn đại dịch này đã gây ra một số lượng lớn, rất nhiều sự đau khổ. Như vậy mang cái nghĩa sau này. Cái nghĩa đầu tiên là énorme, là khổng lồ, như một cái đống cát, một cái tòa nhà, một cái gì nó khổng lồ, nhưng mà có nghĩa là với một số lượng lớn, và đây người ta dùng với số lượng lớn, và đây là cái cách hay dùng. La pandémie a causé énormément de souffrance. Cơn đại dịch đã gây ra quá nhiều sự đau khổ. On a produit énormément de vaccins contre la COVID-19. Người ta đã sản xuất ra rất là nhiều các cái vaccine để chống lại cái dịch COVID-19. Tôi lấy một cái tài liệu ở trong usinenouvelle.com. Le monde a produit 12 milliards de doses de vaccins anti-COVID et c'est un exploit. Cái tài liệu nói, tài liệu này mới tháng 9 vừa qua, thế giới đã sản xuất ra 12 tỷ liều vaccine chống COVID. Và các anh chị biết trên thế giới hiện nay có khoảng 7 tỷ 7 người. Vậy là nếu sản xuất 12 tỷ thì có lẽ là nếu chia đều ra thì mỗi người được gần 2 liều vaccine chống COVID rồi. Cần 15 tỷ thì có tới 12 tỷ rồi. Évidemment, đọc phát âm là A, xuất phát từ tính từ évident. Évident có nghĩa là hiển nhiên, không cần bàn cãi, thấy rất là rõ. De manière évidente, nhưng mà có nghĩa là certainement. Certainement là chắc chắn, assurément là chắc chắn. Tiếng Anh là dùng cái chữ of course. Bien évidemment, les conséquences de cette pandémie sont lourdes pour l'économie mondiale. Dĩ nhiên chắc chắn là cái hệ quả của cái đại dịch này thì rất là nặng nề đối với nền kinh tế thế giới. Nhưng mà cái ý nghĩa mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây, muốn lưu ý các anh chị là mais oui évidemment, dĩ nhiên rồi, mais oui évidemment. Sáng mai bạn có đi học không, có đi làm không? Mais oui évidemment, dĩ nhiên rồi, ngày mai là thứ hai mà. Mais oui évidemment, dĩ nhiên là yes of course, dĩ nhiên. Ở đây là hiển nhiên. Hiển nhiên là các cái hệ quả của cái cơn đại dịch này rất là nặng nề trên nền kinh tế thế giới. Đó là cái nghĩa đầu tiên. Nghĩa mà tôi muốn nói ở đây là dĩ nhiên. Extrêmement, xuất phát từ tính từ extrême. Extrême là một cái gì nó ở cái cực, kia tout à fait au bout, ở cái cực, ở cái phần cao nhất. Chúng ta có chữ extrême orient viết hoa là miền viễn đông. Người Pháp khi qua chiếm nước Việt Nam, Đông Dương, Việt Nam, Lào, Campuchia để làm thuộc địa, thì họ đứng ở bên phương Tây, họ nhìn qua bên này, họ nói là cái miền viễn đông. Họ nhìn qua suốt cả một cái dải đất cho tới trước khi chạm với Thái Bình Dương, thì họ nói đây là miền viễn đông, extrême orient, tới nước Việt Nam là hết, và sau đó là tới biển, extrême orient. Và extrême là một cái gì ở cái cực, nhưng mà chúng ta có nghĩa là à, très haut degré. Chúng ta dùng cái chữ này với cái nghĩa tiếng Việt Nam hay dùng là cực kỳ, vô cùng cực kỳ. C'est extrêmement urgent, rất là khẩn cấp.
C'est extrêmement important, cực kỳ quan trọng. C'est un médicament extrêmement cher. Tôi xin lỗi, đây phải đổi thành trạng từ extrêmement, giống như thế này, tôi xin lỗi. C'est un médicament extrêmement cher. Đây là một cái loại thuốc cực kỳ mắc. Chẳng hạn là các anh chị biết là điều trị ung thư đó, thì tôi biết là có những cái liều thuốc để mà hóa trị đó, vài chục triệu, có khi một vài trăm triệu. Đó là cái thuốc cực kỳ mắc, chích một cái là một vài chục triệu, có khi tới cả trăm triệu. Forcément, cái chữ này cũng hay dùng ạ. Forcé, tính từ là gượng gạo. Un sourire forcé, một cái nụ cười gượng, không muốn cười mà cũng phải ráng mà cười. Nhưng mà có nghĩa thứ hai là không thể tránh. C'est forcé ingagnera. Chúng ta đang nói một cái nhân vật hay một cái đội banh hay là một cái câu lạc bộ gì đó, chắc chắn là thắng, chắc chắn người này sẽ thắng, không thể nào mà tránh được. Cái con đường đi nó như vậy. Le delf n'est pas forcément nécessaire. Cái bằng delf không dứt khoát là cần thiết. Tôi nói cái điều này để cho một số các anh chị là hiểu về cái tình hình ở đi vào nước Pháp đó. Ngày xưa cách đây mấy chục năm đó, đi du học bên Pháp không cần delf, vào quốc tịch Pháp cũng không cần delf, nhưng bây giờ đi du học mới đầu phải cần delf A2, và bây giờ người ta đòi delf BA, có khi đòi delf B2, và vào quốc tịch Pháp bây giờ phải đòi delf BA. Ngày xưa cách đây chừng 20 năm thì cứ tự động tới ngày tới tháng là được nhập quốc tịch Pháp. Ví dụ thứ hai là croissance ne signifie pas forcément le développement. Không dứt khoát, không nhất thiết. Cái sự tăng trưởng kinh tế không có nghĩa dứt khoát là phát triển. Nhiều khi kinh tế phát triển, tăng trưởng kinh tế, nhưng mà xã hội cũng không có phát triển, vẫn có những cái sự trì trệ. Arriver à l'heure ne veut pas forcément dire aller vite. Tới đúng giờ không dứt khoát có nghĩa là phải chạy nhanh. Chúng ta cứ đi từ từ miễn là tới giờ. Và cái chữ này rất là hay này, pas forcément, rất là hay dùng. Tôi xin nói, pas forcément, không nhất thiết là như vậy. Để tôi đi từ đây đi ra ngoài Nha Trang, tôi phải đi máy bay phải không? Không, pas forcément, pas forcément. Bạn có thể dùng xe lửa hay xe buýt. Vous pouvez prendre le train ou le bus, pas forcément prendre l'avion. Không dứt khoát, không nhất thiết, not necessarily. Ta thấy largement xuất phát từ tính từ large là rộng. Nhưng mà largement ở đây phải nói là rộng rãi. Ingagne, largement sa vie. Anh ấy kiếm sống một cách rộng rãi, tức là cái thu nhập của anh ta rất là khá. Prenez votre temps, on a largement de temps. Bạn cứ từ từ. Prendre le temps là bạn cứ nhẩn nha, cứ từ từ. On a largement de temps. Chúng ta còn nhiều thì giờ. Chúng ta không thể dịch là chúng ta còn rộng thì giờ, chúng ta còn nhiều thì giờ còn rộng rãi. Légèrement xuất phát từ tính từ léger, léger là nhẹ, nhưng mà lại mang cái nghĩa là un peu khi biến thành trạng từ. Il est légèrement blessé, anh ta bị thương nhẹ nhẹ, bị thương nhẹ. Je serai légèrement en retard. Chúng ta đi tới một chỗ nào mà mình biết chắc là mình sẽ phải tới muộn thì mình gọi điện mình nói tôi sẽ tới muộn một chút. Un peu là một chút. Je serai légèrement en retard. Tôi sẽ tới muộn một chút. Précisément xuất phát từ tính từ précis là chính xác. Chẳng hạn như chúng ta có một cái đồng hồ chạy rất là đúng giờ. Une montre précise. Nhưng đổi qua trạng từ nó mang nghĩa là exactement, đúng như vậy. Tôi lấy một cái ví dụ của bản thân tôi nhé. Quê tôi là ở tỉnh Lâm Đồng, nói chính xác ra là ở huyện Bảo Lộc. Lâm Đồng nó to quá, không biết ở vùng nào, phía Nam hay phía Bắc. Quê của tôi là ở tỉnh Lâm Đồng, nói chính xác là ở huyện Bảo Lộc. Chúng ta có các cái trạng từ premièrement xuất phát từ tính từ premier, deuxièmement xuất phát từ tính từ deuxième, troisièmement xuất phát từ tính từ troisième, thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Đó là chúng ta để liệt kê. Và trạng từ récemment xuất phát từ tính từ récent, récent là mới, mới xảy ra. Un événement récent, một biến cố mới xảy ra đây. Une voiture récente, một chiếc xe mới sử dụng. Và khi dùng ở cái dạng trạng từ thì có nghĩa là mới đây. Depuis peu, il y a peu de temps. J'ai récemment reçu une lettre de Jean. Tôi vừa mới nhận được một lá thư của anh Jean. J'ai récemment lu un article intéressant au sujet du diabète. Tôi vừa mới đọc một cái bài báo rất là hay
nói về chủ đề là về bệnh tiểu đường. Và cái trạng từ Vachement cũng rất là lạ. Vach theo cái nghĩa informel familier có nghĩa là rất căng thẳng, rất đưa, vach. Và khi biến thành trạng từ, nó cũng mang cái nghĩa là familier informel. À, un haut degré có nghĩa là très, là rất. Tôi xin nhắc lại, vachement luôn luôn dùng ở cái dạng familier, dùng ở cái dạng informel. C'est vachement bien, tuyệt vời, rất, có nghĩa là rất, rất tốt. Ça marche vachement bien, chạy tốt quá, cái xe, cái máy, cái gì đó, chạy, hoạt động. Vachement bien, quá tốt. J'aime vachement cette couleur, tôi rất thích cái màu này. C'est une idée vachement optimiste, đây là một ý tưởng rất là lạc quan. Và chúng ta nhắc lại, vachement ở đây chúng ta dùng ở trong cái trường hợp informel. Và xin chào tất cả các anh chị.